Bè xuống đây nè tao học này thằng anh đi giờ mà chụp này sang chỉ thay một đoạn kia thôi thằng anh đi cứ trong miền miền mỗi đại vẹn còn năng ca configuring name standard asset controlling mà ở đây dương một cái lệnh mà rút hiệp đại làm và dương cứ dương miền nào từ mũi hay là miền switch bốn miền pc bảy miền web server hay năng file server mà ta hỏi là dương một cái lệnh mà activity bây giờ thì học này nếu activity bây giờ thằng anh đi cứ configuring name standard ACL ba. Lâu dương một lệch mơ ba addressing table bao dương dương nó lưu router lịch ba mùi ní O1 ní cư dương miền ba interface Ethernet zone slash zone ba ní cư chi IP address nó lưu interface tầng hóa nắng xâm nạt má thân này default gateway cượt miền tỷ ba. Bạn ta lâu dương mô cái lịch mơ file server dương interface về NIC ní cư mình IP bình này bà mà rồi cao pi rồi hồng bảy chạch pi rối chạch mà rối slam một thầy bốn để mình gạt về bà pi rối chạch mối web server NIC bà mình đem mình IP address mà rồi cao pi rồi hồng bảy chạch mà rối slam một thầy bốn để mình gạt về mà rồi cao pi rồi hồng bảy chạch mà rối chạch đọc bà hay ní cư gì PC bà đi IP bọc PC bà miền PC lịch ba zone PC lịch mui đồng PC lịch pì ba ta lão dương mau lịch mơ ập chi tiêu từng ngọt ní ập chi tiêu bây giờ ní cứ miền pì ba part one configure and apply a name standard ACL part two verify the ACL implementation lão dương cái lịch mà mơ ba background and scenario từng ngọt ní ba chẳng bây giờ cái lịch mau mơ ba scenario bính the signal network administrator has asked you to create a standard name ACL to prevent access to a file server. All clients from one network and one specific workstation from a different network should be denied access. Ba. Ta. Lai jeung ma chou part 1 tang ok ni. Configure and apply a name standard ACL. Step 1 verify connectivity before the ACL is configured and apply. All three workstations should be able to ping boot web server and file server. Ba, ta lao jeung chap dam verify ning ok nia, khnum nung phuea ka ping ba pi PC lich row san. Okay. Ba, chăng khnum chou mau command prompt mau. Ba, IP config. Okay. Nay jeung PC row jeung min IP 192.168.20.3 ba. Lâu dương mà mơ bà web server nữa nha. Còn mình trông được nha mà ai chỉ cần phải. Nè bà web server dưới mình này phim rồi cao phim rồi không bấy chừng rồi chừng rồi. Ta lọc những cơ ca vô PC đi sổ đi phim tấu bà ai phí. Rồi cao phí. Rồi không bấy bà chừng rồi chừng rồi. Bà chân PC lệch PC sổ thì pin score trong vô PC lệch ba mối pin token web server được ní rồi cao phí rồi hồng bảy trên mà rồi trên mà rồi ba score trong vô PC lệch pi mới tiết trong vô cao pin được ní cho token desktop máu hay dân cho là comment pro màu ba trong vô cao pin tờ web server rồi cao phí rồi hồng bảy cho mà rồi mà chẳng PC được bài này khi nạp pin từ web server có chẳng dừng thuộc cả pin từ căn file server đấy chẳng xem cho mà desktop nó hay mình pro nó dừng màu chỉnh verify IP file server này mà file server IP mà rồi cao pin rồi không bảy cho pi rối cho mà rồi tắt là lâu cũng chăm chú dừng cho PC số thì nạp pin từ căn và file server IP mà rồi cao pin rồi không bảy cho pi rối cho mà rồi bà score trong chỗ PC lịch mối pin IP pin the file server được nghĩa bà score trong chỗ tôi cần PC lịch bà phí pin tử file server bà chân ca verify dưỡng cư công ty tới ban này tha
Three workstation nó cứ reachable to can web server hay file server và ta lâu dừng mà ta activity và dừng tiết và dừng chỗ là đó step 2 configure a name standard ACL và ta lâu dừng chấp đam chỗ to can router lì và mua dừng ngọt này ok ACL máu và in the ball configure terminal máu ok lâu dừng một lệnh mở activity chúng ta tìm mình đi mở tích ok và chẳng activity như thế thì chưa được chấp tạm thôi ca và cần phải gỡ xe lý hai phí xe lý và chẳng standard là gì chấp tạm đặt này mà ấy chẳng gì là thằng này quá mà và server và restrict chân và ok chân trong một trạng này mà sẽ lý hỏi vì này bảo sẽ lý bảo standard tổng mà tiết dừng allow the connection nhưng mà comment permit và post mà rồi cho phí mà rồi không bấy chân một phay chân buồn và ok tổng mà tiết deny và any tóm tiết dân cho đó step 3 apply the name ACL A apply the ACL outbound on the interface file is net xôn xa muối mà nó lơ router lịch mùi nắng chúng ta đang apply và chúng ta trình mùi máu đi cho can interface và file snap và zone là mối ok ip access và group và file server và restriction và out ok lợi dụng bạn apply hai hai và bạn còn đang outbound on interface file net và zone là mối tập mà tiết dân châu mà cần phát thu được ngọt nhé verify the ACL implementation step 1 verify the ACL configuration and application to the interface to the show assembly command to verify the ACL configuration you the show run also IP interface file is net so slam muoi command to verify that the ACL is applied correctly to the interface ba ta la jeung chou dang khnia so assembly mo ba kum cha chay muoi san so ACL ba assembly jeung jeung ai verify khoy ta jeung ban apply no assembly standard ba IP assembly ba da jeung men chmua assembly jeung keu file server restriction ba chang line ti 1 ni cứ dương permit ta khoh 192 168 chỉnh 20.4 ba hay rút xe tiếp cứ deny ba chăng là dương mà chô step 2 tụi ngọt ní ba step 2 verify that the ACL is working properly all three workstations should be able to ping the web server but only PC1 should be able to ping the file server ba. Ta là dương tay ngọt nế chân dương thua ca ping thua can ba dương thua ca ping thua can web server hay những file server mà đầu tiệt ba ta chân chân một chỗ can PC lệ sổ chân chân ping ba ok, dừng đặt diagram đi máu, ok chú bác màn đầu tiết ok chân dừng ping token web server bình score hóa dừng ping to file server và file server at score tế chân xâm cho token PC lịch mối dừng ping token web server và ping to score là dừng ping token file server bình và PC lịch mối ping to file server score nhưng cho tôi can PC lịch phí
mà pin tập web server score mà pin can và file server ok file server score tế mà chẳng mình để pc lịch mùi tế để pin tập can và file server score chẳng dự án verify được phần migration tử và IP phần phần mà ní rồi sang tại dương permit mình mà chân dương comment một tập mới nhỉ để dương permit IP một rồi cao pi rồi hôm bảy chân mà phải chân buồn ní để miền bà nè là những bờ phải ACL mà biết bà so ACL máu nè dương permit ho rồi cao pi rồi hôm bảy chân mà phải chân buồn ní bà hay rồi thì pi ní cứ bà đi này bà chân dương ai so mình biết so mà sẽ list ok mà file mà server mà restriction ok nè được nè mà từ mua cái giấy sâu mới giấy sâu verify nó mà sâu rắn nó sorry mà sâu rắn nó bà lúc nhưng mà sau một chết kêu sau bà là bà phát sẵn bà sẽ đọc nền học nền mới bà ok bà đi chân dương khơi nhạc lại nhà xét lý dương rô vô dương mô nhiệm bà sống khăn phật cứ cái lấy rô như này bà nè sorry không tin cho phòng đi máu nè bạn nên hãy dùng permit mà khó tế cứ khó khó PC lịch mùi ní ai là sẽ tạo can và web server của bạn file server của bạn trong này PC lịch sâu nên PC lịch pin nếu cứ ai là sẽ tạo can web server bán tế file server bán tế và lọc đồ xa tế rù và dưới ní bạn nên hãy kể về khó nắng cứ đi này và để xa dùng cái lệnh mọi mơ interface nè và yeah, để xa dùng bạn bật sẽ group mới cứ mình mua bà sẽ đi vào giờ ní ao ní bạn này ta về thầu phần mình này là lấy interface mà router file internet zone là mùi ní chứ nè nét to nữa nè bà nâng ngay ao con chán dùng đọc ca tạm làm tu sản về tổ ní xong chưa chụp lại thì nâng subscribe phóng đồng bày tụ tụ bàn bà về tổ thamay thamay thì sẽ làm tiệt bà rưu mùi cái dân a check lơ bà ní đi xa của bạn đó bà dân khi ta congratulation vô you successfully complete ba the package tracer chứng như anh mà check mơ assessment item mà dương đấy ba đi ba file server restriction correct ba miền ở file internet zone slash movie set group correct ba ba xong một con trăng